Tính đến giữa tháng 9 năm nay đã có hơn 86.000 người nộp đơn đăng ký hưởng lương hưu sớm. Theo các chuyên gia kinh tế, người dân đang cố gắng tận dụng khoảng thời gian mà các quy định chưa quá nghiêm ngặt, tức là khi người dân nộp đơn xin hưởng lương hưu sớm trong vòng 6 tháng, sau đó lương hưu sẽ được cấp với số tiền tương tự như khi đăng ký vào tháng 12 năm ngoái. Đến hết tháng 9 năm nay, những người sắp về hưu vẫn có thể nộp đơn xin hưởng lương hưu sớm theo điều kiện cũ. Theo dự luật cải cách lương hưu được phê duyệt có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 10 đã thay đổi một loạt các thông số về việc nghỉ hưu sớm. Trong đó vấn đề chính là khoảng thời gian có thể nộp đơn xin nghỉ hưu sớm đã giảm từ 5 năm xuống còn 3 năm trước tuổi nghỉ hưu thông thường. Sau đó người dân phải đủ 40 năm tham gia bảo hiểm, trong khi trước đó là 35 năm. Bên cạnh đó dự luật cũng thay đổi một số điều khác.